VN1 giúp tăng sự lôi cuốn, đánh thức sức mạnh đàn ông từ thiên nhiên gần gũi với chúng ta, khiến cho mọi phụ nữ đều không thể kháng cự lại sức quyến rũ của bạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Calbee Box dưới sự điều hành của giám đốc điều hành ông Satya Kamon Jichikachang và ông Thanadi Sotmifan, quản lý sản phẩm, đã xây dựng nên nhãn hiệu sản phẩm VNM One, luôn theo dõi sát sao sản phẩm và đã tạo nên rất nhiều nhãn hiệu sản phẩm nổi tiếng khác trên thị trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn Calbee Box là người dẫn đầu công việc tạo ra thực phẩm chức năng chiết xuất từ các loại thảo mộc thiên nhiên, với đội ngũ chuyên gia y tế nhận sản xuất thực phẩm chức năng dưới hình thức viên và viên nang, đồ uống thảo mộc có lợi cho sức khỏe. Nhà máy của chúng tôi có tiêu chuẩn GMP là đăng ký tiêu chuẩn y tế dưới nhãn hiệu của khách hàng LOM Bomb. Nhà máy tập trung vào nguồn nhiên liệu có chất lượng tốt. Công thức sản phẩm được nghiên cứu phát triển và kiểm tra thường xuyên. VL1 bước đột phá về thực phẩm chức năng dành cho đàn ông, chiết xuất từ thảo mộc thiên nhiên với công nghệ tiên tiến, giúp tăng cường và đánh thức sức mạnh đàn ông từ trong ra ngoài, giúp nâng cao hiệu quả tình dục và sự chăn chắc của cơ thể. Cơ bắp loại bởi phần mỡ thừa cho bạn một cơ thể khỏe mạnh. Al-Isamin là axit amin cần thiết cho cơ thể đều tiết ra hormone tăng trưởng hay giúp trông trẻ hơn. Ketalin giúp tạo ra protein trong cơ thể như da, móng. Vitamin C giúp cơ thể chống lại quá trình oxy hóa và quá trình lão hóa nếp nhăn. Dưỡng chất từ nhân sâm tổng hợp và đồng trùng hạ thảo giúp bộ phận sinh dục nam cương cứng, gia tăng khoái cảm tình dục. Dưỡng chất từ nấm linh chi giúp giải quyết các vấn đề suy giảm chức năng tình dục. Dưỡng chất từ hàng giúp tăng giảm tình dục, ngăn ngừa vô sinh. Dưỡng chất từ giềng đen chữa liệt dương, tăng cường khả năng tình dục hàng đầu. Dưỡng chất từ lá cây bạch quả thảo dược nuôi dưỡng cơ thể nam giới, điều trị tốt sự suy giảm chức năng tình dục. Dưỡng chất từ quả liệu giúp tăng cường chức năng tình dục và điều chỉnh hormone sinh dục nam. Và dưỡng chất từ giảo cô lam giúp giảm đường huyết, mỡ máu và quá trình oxy hóa. Dưỡng chất từ quả liệu giúp tăng cường sức năng tình dục và điều chỉnh hormone sinh dục nam. Và dưỡng chất từ giảo cô lam giúp giảm đường huyết, mỡ máu và quá trình oxy hóa. Công ty trách nhiệm hữu hạn Calbee Box tập trung vào chất lượng sản phẩm và cải tiến sản phẩm liên tục và bảo vệ uy tín đối với khách hàng. Chúng tôi sẵn sàng nhận các đại lý trong nước và các ngoài, cũng như trong cộng đồng thương mại AEC. Ông Satya Kamon Jichikachang, công ty trách nhiệm hữu hạn Calbee Box, 5/5 đường phía Nam Khanh Hương Khổ, ngõ 3 khu Nong Kham, quận Nong Kham, thủ đô Bangkok. Số điện thoại 6699284-5101, 6658553-9011.